心，如道冷雨剩下几多串灯，愁道串串落寞隔于我身，心飘雪仍是青衫薄枕对抗，极抵要运心。如道细枝浪漫飘织我襟，全情关心烫贴段段无憾，情是针线，缘是花布，与你最终相生得到爱，情旧于默默热爱。留在了这瞬间芳华时代，情若是全人类会写诗句，铺着街句，靠在耳旁唇边千醉万醉。欧主任，你对丽丽，顾丽丽对佢冇睇物个，啊立即将推拢瑞改同蟹，影拳脚你对咯。欧主任，chuyện này không phải đơn giản như là anh tưởng tượng đâu。Tôi nói với ông rồi, Hải Đường là đàn bà của tôi, trong lòng tôi chỉ có Hải Đường. Thi Lung phản bội hội càng thành, Trương Công Công có nói không có cho tôi gặp cổ nữa. Ông hãy dẫn cổ đi đi, coi như tôi tặng cho ông. Ông chủ nhà đừng nhớ. Anh biết anh đang nói gì không? Hả? Ông chủ nhìn, Tấn Hân vì bị bệnh nên mới làm ra chuyện này thôi. Anh cũng không muốn vậy đâu. Có phải bị bệnh là làm gì cũng được không? Làm rồi là khỏi gánh trách nhiệm phải không? Ông chủ nhìn, thật ra tôi không có trách anh Hân. Chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, tôi xin ông đừng xen vô, có được không? Ông chủ nhìn đừng có trách anh mà, đừng ghép ảnh nữa. Ông chủ nhìn, tôi xin ông. Hãy đừng, chúng ta đi, đừng có để cho Trung Công Công biết. Thật ra cái chuyện này bị tổn hại lớn nhất là Hải Đường, chúng ta thiệt nên nghĩ cho cô một chút. Vậy còn cô, cô có nghĩ cho chính mình hay không? Tình hình vừa rồi tôi hoàn toàn không hiểu. Tấn Hân bây giờ thì cần tính cận nhất là Hải Đường. Nếu như một ngày Tấn Hân được bình phục rồi sao? Hả? Nếu ngày nào Tấn Hân thiệt đã bình phục thì anh sẽ cảm biết rõ ràng, anh không thể không gánh trách nhiệm với Hải Đường. Vì nghĩa là dù sao đi nữa, Tấn Hân cũng không thể ở chung với cô. Tôi đã hiểu thật rõ là tôi không thể ở chung với Tấn Hân nữa. Cảm ơn em Hải Đường, em đã biểu diễn một màn kịch này cho anh. Nhưng em nghĩ chúng ta làm vậy đối với chị Thúy Lung là một tổn thương khác. Anh chỉ mong là Thúy Lung có thể được hạnh phúc. Hy vọng chừng đó chị Thúy Lung sẽ biết được khổ tâm của anh. Anh biết anh làm gì chị không sai. Ông chủ nhìn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thúy Lung. Chỉ là không ngờ ông chủ Vinh thì có tình thâm đối với chị Thúy Lung. Xin lỗi Hải Đường, bắt em vì anh mà hy sinh tới sự trong sạch. Dạ không có sao, em cam lòng tự nguyện làm như vậy mà. Chờ họ đám cưới xong, anh nhất định nói ra sự thật để trả lại sự trong sạch cho em. Không có sao, em thiệt không có gì, anh yên tâm đi. Anh Tân Hân, cặp mắt của anh bị mờ à? Hãy đừng, anh sắp bị mù rồi. Anh không thể liên lụy tới Thi Lung. Không đâu, anh sẽ không có gì,
Bác sĩ nói chỉ là có thể mà thôi. Bây giờ tất cả đều không có quan trọng. Quan trọng là chưa khỏi bệnh của anh. Phải uống thuốc đúng giờ, đừng có để cho nó bị trở cơn. Yên tâm đi Hải Đường, anh nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ. Chỉ cần Thiên Long kiếm được một nơi nương tựa tốt, anh có thể nhìn thấy được hay không thì không có quan hệ gì. Ông Trương Vinh, chuyện của kho hàng tôi đã dàn xếp xong hết. Đám tang của những anh em đã qua đời và người nhà của họ cũng đã được an trí. Bây giờ vấn đề duy nhất là anh em vẫn còn giận lắm. Chuyện này tôi biết xử lý. Còn có chuyện khác không? Dạ có. Cháu Huy gian lận ở đấu trường, đang chờ anh xử lý. Thì làm theo quy củ. Dạ biết. À phải ông chủ, lĩnh cô nương đã khang phục, có thể đã chính thức xuất hiện lại. Tôi đã nói rồi, chuyện của lĩnh cô nương thì giao cho anh toàn quyền phụ trách mà. Dạ biết, tôi sẽ làm cho thật tốt. Còn có chuyện gì nữa? Dạ hết. Đã lâu không thấy trường hợp này cả. Có khẩn trương hay không? Em thì là khẩn trương. Ngày này em đã chờ lâu lắm rồi. Chủ quan đã cất cánh rồi. Tối nay sẽ là một đêm hay nhất, chật chội nhất và khó quên nhất của em. Thằng à, ngày vinh quang này chúng ta cùng phân hưởng nha. Hải Đường, một chút chị phải chừng gì cho thiệt đẹp đó, có biết chưa? Nếu không bị người ta đè đầu đó, có biết không? Làm như thường ngày là được rồi. Chị nói cái gì? Bây giờ Lãnh Hương Linh đã dậy tới rồi, người ta đã chuẩn bị hẳn hòi, chị có thấy hay không? Những sổ quả bên ngoài còn nhiều hơn là chị rất là nhiều. Nè, nếu chị còn lại phải như vậy sẽ bị người ta lấy lè hết đó. Tối nay cô Lãnh tái xuất mờ, lấy lè là chuyện đương nhiên. Chị cứ nói như vậy. Hãy đường à, có phải vì chuyện của anh Tấn Hân đêm đó mà chị không vui hay không? Chị yên chí đi, ở ngoài kia đâu có ai biết. Nè, chị hứa với tôi, nhất định phải có ý chí, đừng để người ta lợi dụng bằng đạp đi trèo lên. Chị này, nghe Lãnh Cô Đường tới chị kìa. Hôm nay Lãnh Cô Đường đẹp quá. Chào Lãnh Cô Đường, cô thật đẹp đó. Cảm ơn. Cô Lãnh đã tới. Lãnh Cô Nương. Lãnh Cô Nương. Hải Đường, xin lỗi nha, phòng quá trang này tôi đã dùng quen rồi. Chị không ngại chúng ta dùng chung chứ? Dạ không ngại. Phòng hóa trang này vốn thuộc về của Lãnh Cô Nương mà. Hãy được. Tôi vẫn thích hóa trang ở bên ngoài chung với họ sẽ được náo nhiệt hơn. Lan à, dọn đồ hóa trang của tôi ra ngoài. Hãy được. Cảm ơn chị, tôi đi thay đồ trước. Tự nhiên. Xin lỗi, Hiển Nhi. Lan à, đừng có cản trở Lãnh Cô Nương, mình ra ngoài. Hãy được. Lãnh Hương Linh vừa về tới là coi mình như là hoàng hậu ca vũ mà. Thật ra chứ cũng là hoàng hậu giấy lụa, cần gì phải nhường chứ. Hai người vẫn chưa biết lại hơn ai kém. Lãnh Cô Nương dù sao cũng là tiền bối của tôi, dẫn dắt tôi ra nghề. Tôi lại không nghĩ tới chuyện tranh cãi với cổ, hơn kém cũng không sao. Lãnh Hương Linh, rốt cuộc cô đã trở về. Quả nhiên là một ngôi sao của vũ đài. Nhưng dù sao đi nữa, một chút chị nhất định phải tận sức đó. Phải nhảy cái hang cổ có biết chưa?
lãnh cô nương, tối nay cô biểu diễn rất là xuất sắc. Vậy là chị phải hết mình nha, đừng như lần trước khiến tôi bị thất vọng đó. Tối nay không những có ý nghĩa đặc biệt đối với lãnh cô nương, mà đối với tôi cũng vậy. Hy vọng có thể giữ lại một phút đẹp nhất ở trên sân khấu. Không sai, cơ hội diễn xuất chung đài thì là hiếm có lắm. Hơn nữa tôi tái xuất chỉ là lần này, phải tận hết sức mình. Con người phải từng trải mới có thứ tình cảm này. Hải Đường hôm nay rốt cuộc có thể hát giọng hát khá nhất của cô. Hải Đường và Lãnh Hương Linh, quả thật mỗi người đều có đặc sắc riêng. Có hai trường hợp này ở đây thì phần vũ đài nhất định có thể trở thành một vũ đài khét tiếng nhất ở toàn Thượng Hải. Bản nhạc vừa rồi là bản nhạc cuối cùng tôi hát ở phòng vũ đài. Tại vì tôi phải chính thức rời xa các vị, rời khỏi cái phòng vũ đài này. Tôi rất cảm ơn các vị đã ủng hộ và cổ võ tôi. Đặc biệt tôi phải cảm ơn tới đám chị em, họ đã nhảy chung với tôi bấy lâu nay. Nhất là Bạch Lan, chỉ cần ở bên cạnh tôi, cổ võ tôi, ủng hộ cho tôi. Dù tôi có xảy ra chuyện gì, chị vẫn ở cạnh tôi. Ngoài ra tôi còn phải đặc biệt cảm ơn một người, đó là ông chủ Vinh. Nếu không có ông chủ Vinh, tôi không có cơ hội đứng ở trên sân khấu này để hát cho các vị nghe, không thể nhảy múa cho các vị coi. Ông đã cho tôi rất nhiều cơ hội, ông đã cổ võ tôi, ủng hộ cho tôi. Cảm ơn ông chú Vinh. Cảm ơn. Chị Lan, chị về đi. Tôi muốn được yên tĩnh một mình. Bạch Lan đã đi rồi. Lãnh cô nương,
Có biết tại sao tôi phải trở về Phùng Vũ Đài không? Tại vì có chị ở đây, tiếng hát của chị bày tỏ được đặc sắc của tôi. Nhưng mà đột nhiên chị lại nói là muốn rút lui. Chị có biết cảm giác của tôi như đã hẹn với một người bạn, rồi đột nhiên bị thất hẹn. Tôi thì cảm thấy lạc loài, thì không có được vui. Xin lỗi cô Lãnh, tôi cũng là đột nhiên vừa mới có quyết định này. Thật ra là vì nguyên nhân gì? Là vì một người. Người này còn quan trọng hơn là Vũ Đài. Không thể nào. Chị qua bao cực khổ mới có thể đứng trên sân khấu. Tôi biết con đường này thì là khó đi, tại vì tôi đã từng trải qua. Chỉ một mình tôi thôi, tôi đã té 5 lần 7 lượt, nhưng mà tôi vẫn phải đứng dậy. Tôi vẫn phải đứng trên Phùng Vũ Đài. Tại sao là chị không được chứ? Thật ra tôi cũng mong được giống như Lãnh cô nương, săn chói trên sân khấu, được mọi người quan nghênh. Như vậy thật ra là vì cái gì? Thật ra là ai đã khiến chị phải rút lui? Triệu Tân Hân. Là ảnh? Không thể nào. Anh không phải ở chung với Bảo cô nương sao? Chị đừng có hỏi tại sao. Tóm lại tôi chết, tôi cũng sẽ không nói ra nguyên nhân này với bất cứ ai. Có lẽ tôi chết cũng không có tin cái nguyên nhân này đâu. Tôi không cần người ta tin. Tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho ảnh. Chỉ là vậy thôi hả? Chỉ là vì một người đàn ông có đáng hay không Hải Đường? Hãy thức tỉnh lại đi. Thời buổi này một người đàn bà muốn nổi bật thì là khó hơn lên trời đó. Chỉ có thành tích tốt như ngày hôm nay thì phải biết quý. Tại sao lại phải bỏ cuộc như vậy chứ? Cô có biết không, nếu cô kiếm được một người yêu nhất ở trong lòng của cô, thì cô nhất định sẽ cam lòng vì ảnh mà dứt bỏ hết. Hải Đường à, đừng có tự dối mình nữa. Không lẽ chị không có chút lưu luyến với Phùng Vũ Đại hay sao hả? Lãnh cô nương, tôi biết chúng ta đều thích tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, nhưng mà lần này tôi không thể quay lại. Tại vì anh Tấn Hân mới là tất cả của tôi. Xin chào. Hải Đường. Hải Đường, cảm ơn chị đã vì tôi quay đầu lại một lần. Tôi nên cảm ơn cô thì đúng hơn. Tại vì cô đã từng là mục tiêu phấn đấu của tôi. Hải Đường, Lãnh Hương Linh này lâu nay không có chịu thua ai, nhưng mà hôm nay tôi chịu thua. Tại vì sự chấp nhất của chị với tình yêu, tôi thật không sao bằng chị. Tôi xin chúc phúc chị. Chào bác trai. À, chào. Bác vẫn chưa ăn cơm? Chưa. Anh Tấn Hân đâu? Nó có lẽ bị trở cơn đó. Tối ngày tôi giấu mình ở trong phòng, nhất định là Bảo cô nương bỏ nó rồi. Nó chịu không được đả kích này. Thật ra không mới tới chị Thiếu Lung, tại vì bên trong đã xảy ra nhiều chuyện thật không ngờ. Tóm lại không mới tới chị. Nói cũng đúng, thằng Hân á dở khùng dở điên, đâu có ai ngờ được đâu chứ. Nhưng mà dù sao á, người ta cũng là cát cát, là cành vàng lá ngọc, chúng ta làm sao trèo cao đây chứ. Ở lâu mới thấy lòng người, Hải Đường cháu thì khác, hoạn nạn thấy chân tình. Anh Tấn Hân. Ba. Phải rồi, anh Hân, ngồi xuống ăn đi. Em vô trọng thu dọn đồ cho anh, lát qua bên em ở. Dọn qua ở cho em? Ừ. Phải, tại sao vậy? Nhà của cháu ở gần nhà thương, sẽ tiện đưa anh tới để tay khám. Bác hiểu rồi. Cái lúc mà cháu bị đậu mùa là thằng Hân đã chăm sóc cho cháu. Bây giờ cháu chiếu cố lại cho nó, bác được yên lòng rồi, được yên lòng rồi. Phải rồi, anh Hân, ngồi ăn đi. Hải Đường. Anh Hân đã tới, vô đi. Chị Lan, làm ơn thu dọn dùng phòng khách cho tôi. Hải Đường, qua đây.
Ảnh đẹp có anh Lý tới hả? Không để chị muốn ở với ảnh suốt đời. Chị có biết anh đang bệnh hay không? Phải có người chăm sóc. Chị cũng biết là anh bị bệnh mà. Chị nói ảnh không có danh phận vì ảnh rời khỏi phòng vũ đại của đáng không? Ảnh bị bệnh mà. Ảnh đâu có phải thiệt lòng thích chị chứ. Miễn là chuyện gì tôi đã quyết định, chị nhất định phải làm. Đây là chuyện riêng của tôi, tôi biết tự giải quyết. Tôi nói vậy là nghĩ tốt cho chị thôi. Để tránh mai này chị khỏi bị mất sạch thì là bị thê thảm. Tôi không muốn nói thêm. Hãy đường. Mình lên lầu. Đi. Hãy đường à, thật ra chúng ta chỉ đóng kịch thôi. Anh không có cần dọn tới đây. Hơn nữa em vì anh rời khỏi phụ vũ đài. Xin lỗi em. Anh đã quên mình làm như vậy là vì hạnh phúc của chị Thúy Lung hay sao? Anh không có ngờ đến nông nỗi này, bắt em phải hy sinh lớn như vậy. Anh hãy nghĩ coi, anh vì bệnh mà uống phải cái loại thuốc này, anh có thể bị mù đó. Lỡ như anh bị mù thật, bà của anh làm sao chăm sóc cho anh? Sau đó chị Thúy Lung nhất định sẽ biết được. Chị thông minh như vậy, nhất định sẽ biết anh gặp chị. Tóm lại bây giờ anh được cô nói gì? Kể từ ngày hôm nay, em sẽ chăm sóc cho anh tất cả mọi việc, kể cả miếng ăn miếng ở, kể luôn việc đưa đi bác sĩ. Anh nợ em quá nhiều, anh không thể ích kỷ như vậy nữa. Lúc em bị đau mùa thì thế nào? Anh cũng đã chăm sóc cho em, có đúng không? Thật ra kể từ ngày mình gạt chị Thiếu Lung tới nay thì màn kịch này vẫn phải đóng tiếp tục. Sương, Sương à, con về tới tiệc hay quá đi. Tiệc hay quá, tiệc là hay quá à, con còn phải nói ngày mai 15 tây con mới về hay sao? Ba, hôm nay là ngày 15. Anh hai của con đi vắng rồi á, ba thiệt rối mù lên luôn. Già rồi á, không có nhớ dài nữa. Anh hai đâu? Nó qua nhà Hải Đường dưỡng bệnh rồi. Sao lại vậy? Không phải bảo cô nương chăm sóc cho anh hay sao? Bọn họ đã không còn gì với nhau nữa. Họ đã chia tay à, chuyện dài dòng lắm. Ba, con muốn đi gặp anh hai. Được, nhưng mà con đi tắm rửa trước đi, sạch sẽ rồi mới đi gặp nó ha. Ba bây giờ đi mua sầu pháo về đốt, đuổi hết xui xẻo đi hả? Tắm rửa đi hả? Mày uống trà à, được rồi, được rồi. Chị xin lỗi, hôm nay phải đưa anh Tấn Hân đi tái khám, không thể đón anh. Căn bệnh của anh hai tôi thế nào? Đã khá nhiều rồi. Anh đã uống thuốc, đã ngủ ở trên lầu. Bây giờ có tôi chăm sóc ảnh, uống thuốc đúng giờ cho nên không sao. Lần này á, toàn là nhờ Hải Đường. Nếu như là ba hả, ba cũng biết xử làm sao đó. Hải Đường, cảm ơn em. Sự thật ba có kể cho anh nghe về chuyện với em và anh hai. Em đã vì anh hai mà hy sinh nhiều vậy và đã mất nhiều thời gian. Anh không biết làm sao có cơ hội để đền đáp em. Người thân mà có cần đền đáp hay không? Anh Tân Hưng hôm xưa đã có nói với em sẽ coi em như người thân. Bây giờ người thân có chuyện, em nên chăm sóc cho ảnh thiệt đúng lắm. Anh hai. Sương. Sương. Anh hai, rốt cuộc em đã về. Đã ốm đi nhiều. Rắn chắc hơn đó, cơ bộ anh đã khỏe lại nhiều. Anh khỏe lại thì sao? Bây giờ sổ chỉ cũng không còn được nữa. Đừng có nói là mày áo dài. Cơ bộ anh hai không thể hoàn tất được tâm nguyện của ba. Yên tâm đi anh hai, bây giờ em đã về rồi, em sẽ gánh vác mà. Em sẽ cố gắng gánh vác cái nhà này, hoàn thành tâm nguyện của ba, tìm tơ lụa hương lan. Sương à, con biết suy nghĩ như vậy thì được rồi. Hân à,
Còn con nữa, ráng giữ mình cho tốt. Dạ biết ba. Phải rồi anh Tân Hưng, tất cả những chuyện xưa cũng đã qua, bây giờ cả nhà được đồng lòng, có chuyện gì mà không xong. Ông chủ Vinh, ngồi. Kiếm tôi có chuyện hả? Tôi cố tình tới đây để cảm ơn ông. Cũng nhờ ông bắt được Thẩm Liệt và La Biêu, tôi dành hai tôi mới giữ được cái mạng này. Đừng có nói chuyện này. Để tính thế nào, có nghĩ tới về phòng vũ đài giúp việc hay không? Cảm ơn chủ Vinh đã chiếu cố tôi, lúc nào cũng giúp tôi. Nhưng mà anh hai của tôi nói là làm người thì cần phải chững chạc, không giống như ngày xưa bước một bước là lên trời. Cho nên lần này tôi nhất định phải nhờ sức của mình làm việc. Được, anh ta đã chững chạc hơn rất nhiều. Hy vọng được như vậy. Nếu không nửa năm tôi ở tù thì là lãng phí. Nè, nghĩa là sau này có gì cần thiết cứ nói đi, tới kiếm tôi. Cảm ơn chủ Vinh. Mời Đinh sư phụ uống trà. Nè, mời trà đâu có được chứ. Đinh sư phụ á, đáng lẽ về quê để mà hưởng phước rồi, bởi vì dạy con á, mới ở lại đây thôi à. Quỳ xuống, quỳ xuống đi. Không cần làm lễ lớn vậy mà. Đứng dậy đi. Thực ra xét về các ma kim chỉ thì anh hai của cậu đều giỏi hơn tôi. Tôi chỉ là tận sức dạy cậu thôi. Đinh sư phụ, tôi biết năng khiếu của tôi không thể nào bằng anh hai của tôi, cho nên tôi nhất định cố gắng. Hy vọng ngày nào đó mới là tìm may mắn. Nè, ba muốn hỏi con, tại sao anh hai con không tới vậy hả? Ba, tại vì con muốn khi nào làm xong việc rồi con mới báo cho anh hai biết. Con không muốn mở miệng nói suông. Ồ, nếu như thành tích của con á làm được khá thì bệnh của nó sẽ được lành lại ngày đó. Cho tôi một ly trà tây làm phiền. Cho tôi miếng bánh súp ly. Bánh súp ly của chúng tôi có tiếng lắm, nhưng phải chờ hơi lâu, mất khoảng 45 phút đó. Không sao. Vậy được, cảm ơn ông. Cho thêm ly cà phê. Dạ được. Có biết lần đầu tiên tôi nghe được bánh súp ly, con tưởng là bánh gì có thể súp ly được. Thế là quê quá. Thật ra 45 phút đối với ông chủ Vinh có thể làm được rất nhiều việc. Tình huống của tôi đã bình phục rồi, không cần lãng phí nhiều thời gian ở với tôi. Trong lòng cô có phải đang nghĩ tới là đã phí 45 phút đi với tôi hay không? Thật ra lại đi với ai cũng không sao. Tôi nhớ là cô đã nói với tôi một câu, làm người nhiều khi cũng phải rút ra một chút thời gian để mà xả hơi, có phải không? Tôi còn có nói nhiều câu nữa, trong đó có một câu là uổng công phí sức. Không biết chủ Vinh có nghe lọt vô tay hay không. Tôi biết là tại sao gần đây ở phòng vũ đài cứ cảm thấy không có được vui. Thì ra đã thiếu đi một cô bí thư để mà đấu khẩu với tôi. Ông mướn được một con bí thư biết đấu miệng, lòng thất sách đó. Đột nhiên tôi nghĩ tới một câu để hình dung chúng ta xác đáng nhất. Đó là thời buổi tốt đẹp nhất, mà cũng là thời buổi xấu xa nhất. Đó là những ngày quang vinh nhất, và cũng là những ngày đen tối nhất. Đó là một mùa xuân hy vọng, và cũng là một mùa đông bị thất vọng. Song tình ký của Địch Căn Tư cô cũng hiểu. Lâu nay tôi thích đọc tiểu thuyết ngoại quốc mà. Đúng hả? Xem một chút tôi đã quên là Bảo cô nương cũng bác học đa tài, học quán Đông Tây như tôi mà. Thật ra lâu nay chỉ là người ông chủ Vinh mướn về phải bác học đa tài, vốn không cần mình ông học quán Đông Tây mà. Là hứng thú. Hứng thú thôi mà. Hay là như vậy, nếu như đôi bên cùng sở thích, một lát tôi đưa cô tới nhà sách chọn mấy cuốn sách nha, để trước khi đi ngủ thì có thể đọc sách, không phải lại loay quá có được không? Cảm ơn đã chọn cho tôi nhiều sách khiến cho tôi được dễ ngủ. Thật ra chúng ta không cần nhiều sở thích chung đâu. Ông làm bao nhiêu việc cho tôi cũng là muốn cho tôi được vui. Nhưng mà bây giờ tôi thiệt đã hết chuyện, từ nay không cần lãng phí thì giờ của ông nữa. Thì giờ là của tôi mà. Tôi chỉ làm những việc tôi thích làm thôi, như là đãi cô uống cà phê. Uống cà phê thì không sao, nhưng mà ăn bánh súp ly thì thiệt phải suy nghĩ lại. Được, suy nghĩ lại đi. Tôi đi vô nha. Chào. Xin chào. Cái này đều là những trang trí hôm xưa của phủ Bối Lạc mà. Bộ này là 8 con thần mã tôi tặng cho cha dịp chúc thọ. Sao chỉ có 3 con vậy? Bộ người này có tới 8 con hả? Đều do ông mang bài hả? Muốn cho con ngạc nhiên thôi.
Tôi quả thiệt rất là ngạc nhiên. Cái chuông đồ cổ này là giả mà. Giả hả? Ông coi cái chỗ này, chỗ này phải là chính chữ, bây giờ biến thành hai chữ 11, hơn nữa đã tu sửa qua. Thế là to gan, cả tôi mà cũng dám gạt. Ông nhất định tự bắt mình mua về. Chỗ này không phải Thượng Hải, đương nhiên là không ai sợ ông. Bị gạt cũng đâu có gì lạ. Không sao đâu, được nhìn thấy cô cười, bị gạt cũng không sao. Anh không cần gì tôi mà phí bao nhiêu thời giờ và tâm tư. Không đáng đâu, sẽ không có kết quả. Có thể khiến cho con nhìn thấy bao nhiêu đồ của Phổ Bối Lạc đã là một kết quả tốt nhất rồi. Nước với dầu vốn không thể trộn chung nhau. Tôi với anh là hai loại người, anh có làm thêm gì cũng vô dụng. Từ ngày đầu tiên con xuất hiện ở bên cạnh của tôi đã biết cô không thích tôi nhúng tay vào bán hội. Cho nên tôi đã quyết định dần dần rút lui Phúc Anh được. Cho dù không nhúng tay vào chuyện của bán hội cũng không có nghĩa là tôi vì vậy mà thích ông. Hôm nay cô không thích tôi không có nghĩa là vĩnh viễn cô không thích tôi mà, có phải không? Tôi thật nghiêm túc. Cho dù tôi và Tấn Hân không thể ở chung với nhau, anh làm thêm bao nhiêu việc, tôi cũng không thể cho anh hứa hẹn gì. Tôi cũng nghiêm túc đó. Tôi không cần có hứa hẹn gì. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô vui là tôi vui. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng chuyện lần trước mà Châu Huy gian lận. Nó quả thật là có gian lận. Chúng tôi không có đổ oan cho nó. Tại sao nó làm gì? Chuyện là gì? Mấy năm trước em gái của nó bị người ta bắt cóc, sau đó bán xuống động điếm. Châu Huy gần đây lại gặp lại đứa em và nóng lòng chuộc thân cho nó, nên muốn kiếm tiền cho mau. Thế là tội nghiệp. Nhưng mà dù sao vẫn phạm ban quy. Thấy à, anh xử thế nào? Em gái của nó chỉ mới 16 tuổi, cho nên tôi tự động chuộc thân cho nó. Còn Châu Huy thì tự chặt ngón tay rồi dẫn em của nó rời khỏi Thượng Hải. Khá lắm, có tình có nghĩa, thế là tiến bộ. Thân, anh Thân. Hả? Về tới rồi à? Ừ. Cũng tại anh ăn bài nhiều việc cho em làm quá đi. Đằng này phải đi chụp hình quảng cáo, đằng kia lại phải đi hát ở đài phát thanh, lại còn phải ký tên cho người ái mộ. Muốn em mệt chết hay sao? Em nổi mà. Người nổi danh dĩ nhiên công việc kéo tới ào ào. Coi anh nha, dỗ em cũng nhăn mặt nhăn mày. Có nhiều tâm sự lắm sao? Không, anh đang nghĩ là ông chủ Vinh sau này tự bắt mình trở về. Có nhiều việc là giao cho anh và Kiều Thái cai quản. Hôm qua lại chở một mớ đồ cổ từ Bắc Bình đưa về tới Ngự Gia Trù. Hôm nay lại đòi đi gặp ông Tân. À, Hiến Nhi, chị đi nấu đạn khuya đi. À, nói tóm lại thì cũng là vì một chữ tình thôi. Chữ tình? Thật ra lần này Hải Đường không hát là vì Thiệu sư phụ. Em tin rằng Thiệu Tấn Hân và Bảo cô nương đã chia tay rồi. Vậy nghĩa là ông chủ Vinh lâu nay có ý với Bảo cô nương, còn Bảo cô nương thì không thích ông chủ Vinh cai quản chuyện của Phúc An Đường. Em tin rằng lần này Vinh Hậu Đông sẽ đi thỉnh thị của ông Tân, từ nay không nhúng tay vào chuyện của Phúc An Đường. Ông chủ Vinh thật vì một người đàn bà mà dứt bỏ tất cả sao? Anh nhìn Hải Đường là biết rồi. Tình là cái gì, nhiều lúc thật không ai ngờ nổi. Cho nên ông chủ Vinh sẽ từng bước giao lại chuyện của Phúc An Đường cho anh và Kiều Thái cai quản. Thật ra Kiều Thái chỉ là vì trung thành, còn xét về tài trí thì làm sao mà bằng anh chứ. Bây giờ vẫn chưa tới lúc quyết định, có nhiều chuyện vẫn còn có biến quá mà. Tóm lại miễn là em chỉ nhìn thấy ưu thế của anh thôi. Nếu như em là Vinh Hậu Đông thì anh nhất định là người kế thừa lý tưởng nhất đó. Anh Thằng giỏi thiệt, thiệt chơi không lại anh nữa. Anh chơi giỏi như vậy cả sắp tiền ăn cơm cũng thua cho anh rồi. Cũng khó trách mày, bất cứ ai gặp được đối thủ mạnh hơn mình cũng phải chịu thua mà. Nhưng anh Thằng à, em thiệt buồn cho anh lắm. Tại sao? Vô địch thì là lẻ loi nhất. Anh Thằng à, anh Thằng, anh Thằng, ông chủ Vinh có chuyện quan trọng kiếm anh. Có nói là chuyện gì không? Không có. Có kiếm anh Thái không? Không biết. Tôi vừa nghĩ ra một trò chơi vui lắm.
Hai anh bây giờ trở về văn phòng trước đi. Một lát nữa tôi về sẽ có ăn vậy. Ông chủ à, có cần tôi kêu anh em chuẩn bị hay không? Không cần. Nhưng mà hai người phải nhớ, nhất định phải chờ tôi về. Dạ biết. Dạ biết. Anh Thái, thôi không được, đã một tiếng rồi. Ông chủ chưa gọi điện thoại về, mà cũng không có thấy về nữa. Thường ngày, ổng đâu có như vậy chứ. Không được, tôi phải đi kiếm ổng. Thằng, anh Đông đã kêu mình chờ, thì cứ chờ đi, đừng có làm gì hết. Alo, ông chủ Vinh. Ông chủ Vinh sao rồi? Alo, alo. Anh Đông thế nào? Anh Thái, ông chủ có lẽ xảy ra chuyện. Ai gọi tới vậy? Không biết, nói nửa chừng để cúp dây. Tôi đi kiếm ổng. Không được. Cú điện thoại này ai gọi tới còn chưa biết. Muốn chi? Anh Đông biểu mình ở đây chờ anh về, nhất định phải chờ. Chờ gì chứ? Ông chủ xảy ra chuyện đó. Anh Thái, anh ở chỗ này chờ ông chủ, tôi đi kiếm ổng. Dừng xe. Ông chủ Vinh, chủ Vinh, ông chủ Vinh, chủ Vinh. Ông chủ Vinh. Tôi bị gì văn phòng chờ tôi mà. Tại sao tới đây? Dạ không, giống là như vậy. Hồi nãy trong văn phòng tôi nhận được cú điện thoại. Nói ông chủ Vinh có lẽ xảy ra chuyện, điện thoại nói nửa chừng thì cúp dây, tôi lo là ông có chuyện cho nên đã kéo tới đây. Ông chủ Vinh, có phải ông đã hẹn Hồ Trác Phương tới đây gặp mặt không? Anh hỏi quá nhiều rồi. Ngồi. Dạ biết. Ý. Chào đồng biến nè. Có tiền không đây, sao cửa mở không ra? Cháy nhà rồi, làm sao đây? Ngậm miệng đi. Mở người ta. Cái gì đi. Một đấng hội trưởng hội Xích Long sao bị mất mặt như vậy? Ông chủ Vinh, thì không ngờ ông rảnh rỗi như vậy. Thật ra tôi không rảnh đâu, chỉ là Hồ tiên sinh thích chơi, tôi muốn chơi với ông thôi. Nhưng phải nhớ, cắt tranh lần sau không đơn giản như vậy đâu. Ngồi đi. Dạ, ông chủ. Về chuyện của lúc nãy, Tùng Thân rất là thông minh, ứng biến rất mau. Còn thằng Thái thì vẫn giống như là Thái Sơn. Hai anh đều là trợ thủ tốt của tôi. Gần đây, chuyện công ty thuốc lá mà chúng ta hợp tác với Dương Hạ tiến hành được suôn sẻ lắm. Nghiệp vụ của Đại Thượng Hải và Phùng Vũ Đệ càng ngày càng khá, cho nên tôi phải có một an bài mới. Ý của ông chủ là để giao một phần nghiệp vụ của Phúc An Đường cho anh Thái và tôi cai quản hả? Không phải là một phần, mà tất cả nghiệp vụ của Phúc An Đường giao cho một trong hai anh quản lý. Xét theo giai bậc thì anh Thái ở Phúc An Đường hơi lâu, cho nên tôi quyết định giao nghiệp vụ của Phúc An Đường để cho anh quản lý. Anh Đông nói là giao cho tôi. Phải, giao cho anh. Tôi sợ tôi gánh không nổi. Vừa rồi tôi có nói mà, anh vẫn như Thái Sơn sao lại gánh không nổi. Thêm vào có Tùng Thân giúp đỡ cho anh, nhất định không sao đâu. Tùng Thân, có phải không? Phải, dĩ nhiên rồi. Anh Thái lâu nay chăm sóc cho tôi nhất định tận sức với anh Thái mà. Tôi thiệt được sao? Được, tôi nói anh được thì nhất định được. Tôi không nhìn làm người đâu.
Anh Đông, nếu như nói được, tôi nhất định không làm cho anh thất vọng. Được, từ nay cố gắng nha. Dạ biết. Ông Tân, mời uống trà. Hạo Đông, có phải đã quyết định chọn ai quản lý Phúc An Đường hay không? Dạ, lần này tôi tới để bàn giao với ông. Khoan đã, để tôi đoán coi cậu chọn ai. Dạ được. Người mà cậu chọn, người này chắc là Kiều Thái. Thì ra ông Tân đã đồng ý Kiều Thái hả? Tôi thấy Kiều Thái vào Phúc An Đường, người này thẳng thắn lắm. Cái tốt nhất là biết xử người xử sự. Người mà nó trung thành và kính phục là cậu đó. Và nó nghe theo lời của cậu mà làm việc. Tùng Thăng rất thông minh, nhưng mà tôi không thích. Nó nóng lòng háo thắng, nó thích hợp để đụng trận, không thích hợp thủ nghiệp. Thật ra lúc mà tôi trừng phạt Hồ Trắc Phu, tôi đã tử hai người của họ. Kiều Thái thì theo căn dặn của tôi thi hành triệt để, còn Tùng Thăng thì nóng lòng lập công, nó không phải là một người an phận. Bây giờ Phúc An Đường cần có nền tảng đứng vững, chứ không phải là khuếch trương. Kiều Thái là nhân tuyển thích hợp. Ông Tân, xin lỗi nha, tôi đã không tuân theo lời hẹn hôm xưa chăm lo Phúc An Đường cho ông. Thật ra thì chúng ta đều có công thức, từng bước một đưa Phúc An Đường vào chánh đạo. Cậu chỉ là rút thần và giao lại cho Kiều Thái quản lý thôi. Nhưng nghiệp vụ của Dương Hãn Đô Hội, cậu vẫn phải quản lý giùm tôi. Tình trạng của Dương Hãn Đô Hội chỉ là thời kỳ quá độ thôi. Không lâu cho tất cả những mối làm ăn đi vào ngay chính, thì anh em khỏi phải sống những ngày chém giết lẫn nhau. Cậu có khổ tâm như vậy, mong là bảo cô nương của cậu hiểu được. Cậu vẫn chưa có biết tôi rút lui khỏi Phúc An Đường. Cái gì? Cậu đã làm bao nhiêu việc cho cổ lại không nói cho cậu biết à? Vậy là ý gì? Sometimes tears.